Lan Phi Điệp 2,7 tỷ của đại gia Hòa Bình vừa mua có gì độc. Thuộc dòng hoàng thảo, lan phi điệp năm cánh là một loài hoa phi điệp đột biến gen. Thông thường, loài lan này chỉ ra một lứa hoa trên một năm. Theo nguồn tin riêng trên báo Chất lượng Việt Nam ngày 18 tháng 8, một cây lan phi điệp có tên năm cánh trắng Bảo Duy được bán thành công cho một đại gia ở Hòa Bình với mức giá khủng 2,7 tỷ đồng khiến giới chơi lan sửng sốt. Phi điệp năm cánh trắng hay lan giả hạt là loại lan quý hiếm và đắt nhất hiện nay. Theo giới chơi hoa, lan phi điệp năm cánh mỗi năm chỉ cho ra một lứa hoa, tuy nhiên nếu được chăm sóc tốt, cây có thể cho ra hai lứa. Cây lan phi điệp năm cánh trắng có thể dài tới 1m6, thậm chí hơn 2m, thân to bằng ngón tay đeo nhẫn của người lớn. Điểm nổi bật nhất của cây phi điệp năm cánh trắng là mặt bông hoa. Khuôn bông có vẻ đẹp hài hòa, vươn thẳng, đầu cánh hơi cong, hai cánh vai ngang xếp đều nhau. Bên trong, môi của hoa có hình tim đẹp mắt, có nhung tuyết ở bờ môi và hai mắt nổi rõ màu tím. Khác với các loại phi điệp thông thường, cánh hoa màu tím, năm cánh của loại phi điệp năm cánh trắng có màu trắng trong như ngọc. Đặc biệt, sau khi nở khoảng 3 đến 5 tiếng, lan phi điệp năm cánh trắng tỏa mùi hương quyến rũ, dễ chịu, thoang thoảng lôi kéo lòng người. Do giống lan phi điệp năm cánh đột biến này rất hiếm nên không phải lúc nào cũng mua được, trong khi dòng lan phi điệp thông thường bán theo kg hay giỏ thì phi điệp năm cánh trắng được bán theo cm. Giá bán dựa trên mỗi centi thường do chủ cây lan quyết định, nhưng thông thường khoảng 2 đến 3 triệu đồng trên 1 centi, thậm chí 5 triệu đồng trên 1 centi. Các loại lan phi điệp năm cánh trắng được ưa chuộng hiện nay phải kể đến là năm cánh trắng Trường Sa, năm cánh trắng Phú Thọ, năm cánh trắng Nắng Sông Hồng, năm cánh trắng Kim, năm cánh trắng Hà Tĩnh. Trầm trồ cây xương rồng 30 năm tuổi trổ kính hoa. Xương rồng là loại cây khô cằn, phải trồng rất lâu mới được ngắm cảnh cây ra hoa. Thế nhưng có một cây xương rồng sống lâu năm thuộc hàng hiếm có hiện đang trổ hoa chi chít, tạo nên cảnh tượng kỳ thú có một không hai. Cây xương rồng 30 năm tuổi của chị Phạm Thu Hằng, Cẩm Phả, Quảng Ninh khiến người ta phải trầm trồ thán phục vì cây rất to lớn, trổ hoa lớn đẹp như hoa quỳnh, phủ kín cả cành cây. Chị Hằng cho biết cây xương rồng này được bố chị trồng ở đầu ngõ từ rất lâu rồi. Cây mới trồng cao ngang người, sau vài năm đã ra hoa. Cây rất dễ trồng, chỉ cần lấy cành già cắm lên đất là cây sẽ lên nhánh, lớn nhanh mà không cần nhiều công chăm sóc. Chính vì thế, gia đình chị rất thích trồng loại cây này vì không phải tưới bón nhiều mà cây ra hoa lại làm đẹp cho ngôi nhà. Dù cây năm nào cũng ra hoa, cứ cách vài tháng lại ra hoa một lần, nhưng hoa nở chỉ vào một thời điểm nhất định và chóng tàn, nên để ngắm được hoa, chị Hằng dù đã lấy chồng xa vẫn thường lặn lội về nhà ngắm hoa cho thỏa lòng. Chị Hằng chia sẻ trên trang Facebook bố mình tự tay trồng và dành thời gian chăm sóc, dành nhiều tình cảm cho cây. Cũng vì thế mà xương rồng như một người bạn, như hình ảnh khó quên, dành cho mọi người khi đi xa nhớ về gia đình. Hoa xương rồng nở nhiều nhưng lại nhanh tàn, cây chỉ ra hoa được vài ngày nên mình tranh thủ ghi lại khoảnh khắc rực rỡ của cây làm kỷ niệm. Xương rồng nở lúc vào sáng sớm đến 8-9 giờ tối là tàn. Hoa xương rồng có màu trắng tinh khôi, nhụy vàng, bông to, rất giống hoa quỳnh. Ít ai ngờ được một cây khô cằn gai góc như xương rồng lại có những bông hoa tuyệt đẹp làm sao xuyến lòng người như vậy. Những người được chiêm ngưỡng cây xương rồng 30 năm tuổi ra hoa đều trầm trồ khen ngợi. Mình chưa từng được nhìn thấy cây xương rồng nào to và ra hoa nhiều, đẹp như vậy. Không ngờ cây xương rồng lại có hoa đẹp đến thế. Chưa bao giờ mình thấy cây xương rồng nào to lớn và đẹp như vậy. Có lẽ chỉ khi vun xới bằng cả tấm lòng mới được kết quả như thế, là những lời bình luận của bạn đọc gần xa. Dù được nhiều người hỏi mua lại cây xương rồng với giá cao nhưng gia đình chị Hằng vẫn không có ý định bán. Chị Hằng chia sẻ, cây gắn bó với gia đình mình lâu rồi, là công sức của cả gia đình, các cụ nhà mình đều muốn giữ lại nên không thể bán được. Ngắm con đường ngập tràn sắc hoa 10 giờ lãng mạn nhất Tiền Giang.
Nhiều người đã bất ngờ khi vô tình đi ngang qua con đường bê tông với những bông hoa qua 10 giờ rực rỡ giữa cánh đồng lúa xanh ngắt ở Gò Công, Tiền Giang. Ông Thảnh 65 tuổi là chủ nhân của con đường hoa 10 giờ ở Gò Công, Tiền Giang. Hiện tại, ông Thảnh và vợ trông coi hơn 10 công ruộng. Ông Thảnh chia sẻ, cách đây 2 năm, ông đã nảy ra ý tưởng trồng hoa 10 giờ chạy dọc con đường chia đôi thửa ruộng, đồng thời cũng là lối vào nhà để tránh cỏ dại mọc đầy. Trải qua biết bao mùa mưa nắng, con đường này đã trở thành một niềm vui nho nhỏ cho gia đình bác lẫn người dân trong vùng. Du khách khắp nơi tới đây cũng không thể bỏ qua việc chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm trên chính con đường này. Bạn Lê Thị Cẩm Tú, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, chia sẻ trên trang cá nhân, sau một lần đi ngang qua đây, lần trước về quê, thấy một anh đang cặm cụi trồng hoa 10 giờ trên bờ ruộng, cũng chẳng để ý lắm, vì nghĩ rằng nắng nóng thế kia, có khi chỉ được vài hôm rồi chết, vì khô héo. Ngờ đâu, bẵng đi vài tháng, quay lại thì xuất hiện nguyên một con đường hoa 10 giờ thơ mộng, kéo dài cả cây số thế này đây. Giữa trưa 12 giờ mà gặp cảnh quá đẹp, nên nắng cỡ nào cũng cố chụp một tấm ảnh rồi mới đi, không thì phí lắm. Anh Ngô Trần Hải An, một du khách từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tôi có đam mê khám phá, nên vừa thấy hình ở trên mạng, tôi quyết định đi tìm ngay. Vốn dĩ tôi cũng thích khung cảnh bình yên miền Tây. Khi đến đây, tôi thực sự bị choáng ngợp. Con đường hoa quá đẹp và ấn tượng. Anh Hải An cho biết. Hải An cho hay, anh đi từ nhà ở thành phố Hồ Chí Minh đến thị xã Gò Công khoảng 2 tiếng. Từ đây, anh bị lạc đường và hỏi người dân, mất thêm khoảng 2 tiếng mới đến nơi. Chia sẻ với các du khách, ông Thảnh cho biết, bạn nào có duyên tìm ra nơi này, mong hãy nhẹ chân, cẩn thận. Đừng để hoa tàn sơ sát mà lòng người quê cũng tan tác theo. Các bạn chỉ nên đi bộ, không chạy xe. Xin phép trước khi vào chụp ảnh. Đến sau đi dậy, đừng để rác bừa bãi mà tội người dân quê thêm việc và thêm bực. Ông Thảnh dự định cho biết, ông sẽ phủ tiếp những thảm hoa 10 giờ quanh bờ ruộng để vừa diệt cỏ vừa làm đẹp làng quê. Cặp lựu cổ 200 năm tuổi giá 6 tỷ đại gia quyết không bán cho Trung Quốc. Một cây lựu quả có tuổi đời 200 năm, một cây lựu hành cũng đã trên 100 năm tuổi của đại gia Sapa có tiếng trong giới chơi cây cảnh đang được khách trả giá tới hơn 6 tỷ đồng nhưng ông không bán. Ông Lê Văn Minh, chủ một vườn cây cảnh ở Sapa, Lào Cai chia sẻ, lựu thường được chia làm hai loại là lựu hành và lựu quả. Với lựu quả thì người ta thường chơi quả, lấy quả ăn. Với đặc điểm là hoa đơn, nhỏ, đường kính chỉ tầm 3-4cm, nhìn không đẹp nhưng quả lại khá to. Trong khi lựu hành là lựu chơi hoa với đặc điểm hoa màu đỏ khá to, đường kính bông hoa thường từ 8-9cm, đặc điểm lựu hành chỉ chơi hoa nên cành lựu hành thế võng rất đẹp. So với cây lựu quả thì lựu hành hiếm hơn rất nhiều bởi lựu hành có đường kính gốc trên 10cm, thường được thương lái Trung Quốc thu mua đem về nước. Theo đó, ở các vùng miền, nhà nào may mắn còn giữ lại được những cây lựu hành vài chục năm tuổi thì đường kính gốc khoảng 5-8cm, tuy nhiên số này cũng không còn nhiều. Chỉ vào hai gốc lựu trong vườn của mình, ông Minh tiết lộ cây lựu hành của ông có tuổi đời đã trên 100 năm, đường kinh gốc lên tới 29cm, còn cây lựu quả gốc khủng hơn nhiều vì đã trên 200 năm tuổi. Đây là cặp lựu cổ ít người có, khách Hồng Kông và Trung Quốc cứ vài tháng lại sang hỏi mua một lần, với giá lên tới 6,1 tỷ đồng, nhưng tôi đều lắc đầu không bán. Ông tiết lộ không bán không phải vì họ trả giá thấp mà vì ông thích giữ lại, không phải vì tiền nhiều mà bán cho khách Trung Quốc hay khách nước ngoài. Theo ông Minh, sau này có thể ông sẽ bán hai cây lựu cổ cho khách chơi người Việt Nam, còn hiện giờ hai cây lựu cổ này vẫn được trồng trong góc vườn ông đang tìm mua chậu cành cổ để đánh đưa cây vào trồng trong chậu chơi. Số đuôi vườn trà là đang ra trái rực rỡ ở làng hoa Sa Đéc. Vườn trà là kiểng ở làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp đang ra những chùm quả vàng chóe, đang khiến nhiều du khách phát sốt. Những ngày gần đây, nhiều du khách tham quan làng hoa Sa Đéc thích thú những cây trà là kiểng đang ra trái. Chủ nhân của những cây trà là này là ông Lê Phước Thiện ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Với sự xuất hiện của vườn trà là độc đáo này,
du khách đến với làng hoa Sa Đéc có thêm một điểm tham quan thú vị. Với diện tích 400 m², ông Thiện trồng gần 200 cây trà lạ kiểng. Ông cho biết, giống cây này, ông mua từ Campuchia về, và đã trồng được khoảng 6 năm. Cây rất dễ trồng, không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc quá cao, sau khi trồng khoảng 3 đến 4 năm, cây sẽ trổ đông, và cho trái mùa đầu tiên. Với người miền Tây, cây trà là cũng thường mọc, trong rừng ngập mặn, và cùng họ với cây thốt nốt, đùng đỉnh. Tuy nhiên, để trồng quy mô và xun xuê như thế này, thì hiện tại chỉ có một. Trà là không chỉ được dùng làm cây kiểng bắt mắt, mà quả của nó còn được dùng làm thực phẩm rất ngon. Khi sống trái chát, nhưng khi chín, trái rất ngọt, có thể phơi khô làm món mứt đặc sản. Nhiều khách tham quan, khi đến với vườn trà là của ông Thiện, đã ngã giá mua 18 đến 20 triệu đồng một gốc, về làm kiểng trước nhà. Tuy nhiên chủ nhân vườn trà là độc đáo, vẫn chưa có ý định bán. Cây trà là còn được gọi là cây cao nga mi, thuộc họ cao. Có nguồn gốc từ trung tâm Bắc Phi Châu, cây thuộc thân sơ của thấp, cao 3 đến 6 mét, và mọc thẳng, có màu xám bạc. Mập xù xì, hình dáng giống cây dừa, trên thân cây có nhiều vết xeo, do cúng lá rụng để lại. Lá mọc tập trung ở phân đỉnh. Hình cong đầu lá nhọn cứng, có màu xanh, và dài từ 3 đến 6 mét. Trái mọc thành từng buồng, giống như buồng cao, nhưng trái nhỏ hơn.